Cái gì đấy? Người à?
Cô ơi. Cô ơi. Cô bị sao đây? Hả? Bị sao đây? Không có chỗ ổn hay nằm ở đây? Sao lại nằm la liệt ở đường thế này? Thế người nhà của cô đâu? Hả? Không có anh em ấy? Thế chồng con đâu? Chồng đuổi đi à? Thế thì một mình thôi à? Không chạy được à? Tối qua cô ngủ đây à? Ồ, thế này là không được đâu, ngủ thế này không được đâu. Mùa đông này lạnh lạnh lắm. Nó từ ốm à? Ốm từ đâu à? Nói cơm thế thì đi để con đi được không? Có dạy được không? Đi được thì đi được một tí à. Xem ra ngoài làm thì không có cái gì ăn gì vào nhà họ xin ăn hoặc làm thế nào thôi nhá. Lần khi chủ có dạy nhưng mà thì đi đến kia đi tìm cơm ăn đấy. Sao bụng to thế? Cô mang thai à? Ô, mang thai như thế này có ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, không để không ở như thế này, không ở như thế này được đâu. Bây giờ cô có đi được không, chạy đường đi được không? Chống gầy đi. Nhà tôi ở tít ngoài kia cơ. Hay là chống lều chống lán của tôi ở kia. Có mảnh đất ở kia đi, ở kia tạm nhá. Cô qua cô một cô ngủ đây à? Cô có mùi được không? Cô cứ theo cái đường này đi đến kia, cô vừa đi vừa chờ. Qua theo cái đường thì cứ đi thẳng nhá. Thế nhá, cô ở khu này nhá. Làm lều làm chỗ này nhá. Làm lều làm lắm rồi, cô phát xung quanh nó sạch sẽ đi, ở cây cối. Chỗ nào, cô chỗ này, cô quản nhá. Chuồng gà ở đây này, trông coi có mấy con gà đấy cô, trông coi cẩn thận vào nhá. Vâng.